Toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cách chăm mai cuối tháng 2 âm lịch nha anh em. Thì nói chung thì đại đa số thì mùa này cây thì nó cũng ra lá, nói chung là lá nó cũng khựng lại rồi nha, nó cũng bắt đầu khựng khựng này. Đó, thì đại đa số chứ không có nghĩa là toàn bộ nhé, bởi vì cũng có cây vẫn đang ra lá non này nha. Thì trong thời gian này thì khi mà ta sử dụng bón phân, thuốc hoặc là cái rễ hoặc là dưỡng rễ gì đó, hoặc là chủ lực là bây giờ mùa này là lên đi phân nha anh em. Thì phân thì nó có các nguồn ví dụ như là phân hữu cơ và phân vô cơ, thì tùy theo lối chơi tùy từng anh em. Nói chung là phân mình phải hiểu là phân vô cơ là ví dụ như là 30-10-10 đi, thì tốc độ phát của cái cây nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh hơn là phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì nó sẽ chậm hơn, nó chậm hơn so với cái phân vô cơ nha anh em. Nhưng mà cái gì nó cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Cái ví dụ như phân hữu cơ thì nó chậm hơn nhưng mà tốc độ bền cây thì nó sẽ bền hơn. Còn ví dụ như phân vô cơ thì nó sẽ nhanh hơn nhưng mà sẽ mau bị lão hóa bộ rễ hơn nha anh em. Thì nói chung thì mai thì mùa này thì khi mà anh em để ý này, thường thường á, anh em để ý trên một cái mai thì nó có hai chu kỳ và hai thời điểm. Nghĩa là khi mà cây đang ra lá non như thế này nha anh em. Cây đang non thế này thì phần trên nó đang hoạt động rất mạnh á, thì bộ rễ nó phát triển chậm lại. À nha nha nha. Mà phần trên nó đứng lá thì ở dưới nó bộ rễ sẽ phát triển rất là mạnh. Ví dụ như cây này thì hiện trạng thì cây này đang phát được đi rất là non, tức là mới ra đây nhé. Non thì cái hệ thống rễ thì cây này nó sẽ lớm chớm bắt đầu phún đi thôi, sơ sơ thôi. Thì anh em có thể để ý đây này, đây là những cái cọng rễ bắt đầu lớm chớm đi này. Thì nói chung là đại đa số là những cái cây nào mà trong cái vấn đề mà lá tược non đi thì bộ rễ sẽ ra chậm hơn. Thì mình sẽ phải tìm hiểu cho kỹ cái nguyên nhân này để là khi ta sử dụng các loại phân bón làm sao cho nó phù hợp ở đúng thời điểm và đúng thời gian và vừa đủ, không được dư thì nó phù hợp. Ví dụ như đối với những cây lá non này thì bộ anh em phải hiểu là cứ khi lá non phát triển thì bộ rễ chậm phát triển hoặc có khả năng là sẽ ngừng. Còn nếu như khi lá non mà nó bước sang cái bánh tẻ như thế này nha anh em, bánh tẻ như thế này, tức là nó sang cái độ lá nó đổ màu xanh như thế này, xanh lần lợt thế này, được cái này là chưa già lắm, xanh lần lợt này thì bộ rễ ở dưới nó phát triển sẽ rất là mạnh. Mình sẽ quay cho anh em xem tham khảo nhé. Đây này anh em, thì anh em có thể để ý thấy là cái dàn rễ trắng trắng này này là toàn bộ là rễ nó hết anh em. Đây, toàn bộ rễ trắng hết thì nó khi mà cái lá nó trứng lại thì bộ rễ của cây mai nó phát triển rất là mạnh anh em. Tức là nguyên tắc của cây mai là cái chu kỳ của nó là cứ ở trên mà rừng phát triển thì ở dưới phát triển rất là mạnh, ở trên mà lá xanh rừng phát triển thì ở dưới là bộ rễ phát triển rất là mạnh. Còn nếu như ở trên mà lá non đang ra thì bộ rễ phát triển ở dưới rất là kém yếu. Không phải là cây nó yếu mà là nguyên tắc của cái cây là cây mai là như vậy. Nó có hai chu kỳ, nó không giống các dòng cây khác. Nghĩa là cây mai thì cứ hễ mà lá đứng như thế này hoặc đứng như thế này thì bộ rễ phát triển sẽ rất mạnh. Ví dụ như là đứng thế này mà đang chuẩn bị lóc cóc đi tược lại thế này thì bộ rễ nó sẽ bị giảm đi. Vì vậy cho nên là cái thời gian mà bón phân tốt nhất mà để cho hiệu quả cao nhất là cái thời gian mà ở trên là đang trứng này, đang trứng lá này hoặc như thế này hoặc như thế này nha. Thì nghĩa là cái bộ rễ ở giữa là nó phát triển cực kỳ mạnh. Thì đương nhiên thì khi nó phát triển cực kỳ mạnh thì anh em cho nó ăn phân thì nó sẽ hiệu quả cao hơn là cái đằng mà tược non đang đi giống như là cây miền Tây đây nha anh em. Giống như cây miền Tây đây thì mới hôm qua cách đây 3 ngày phun nước sâu mà hôm nay có sâu năn nữa rồi này. Trời ạ. À, anh em thấy mấy sâu lá này không? Sâu ăn lá này, trời ghê thật. Lát này phải đi phun này, quay xong video này mình sẽ đi phun nha. Thì ví dụ như cây đối với những cái cây mà đang lá phát triển này thì bộ rễ nó vẫn phát triển nhưng sẽ chậm hơn. Cả cả cây bình tĩnh này, giáng long này. À quên, cái mai lầm này. Đây cái mai lầm này thì nó đang phát triển rất mạnh. Cái tượng non này thì bộ rễ ở dưới nó sẽ phát triển yếu hơn nha anh em. Chứ còn những cái cây trứng thì ví dụ như là cây này này. Cây này nó trứng thì bộ rễ ở dưới nó cũng cũng đang phát triển rất là mạnh. Thì chu kỳ này thì mình cho ăn phân là phù hợp nha anh em. Có đây này, mình có thể quay cho anh em xem là rễ nó ăn xuyên sơ dừa luôn này anh em. Đây nó ăn xuyên sơ dừa này. Cái sơ dừa này giữ ẩm anh em. Đây. Đây này, nó ăn xuyên sơ dừa luôn. Nói chung thì nếu mà ủ sơ dừa này thì anh em canh đủ tàn đủ nhánh thì bỏ ra phơi bộ đế nhìn cho đẹp này. Thì nếu để này là đến Tết là rễ sẽ đâm ngược lên đây, còn tùy theo lối chơi của anh em. Như anh em thích mà để cho cây mạnh thì cứ để như này chơi thôi. Để như này thì cây sẽ mạnh hơn bởi bộ rễ sẽ ngược lên. Để giờ cho anh em xem là mùa này thì bộ rễ cây thì nói chung là nó kìa bắt
đầu phát triển rất là mạnh. Cây này thì thay chậu cho nên là tốc độ phát triển bộ rễ nó sẽ kém hơn là những cái cây mà không thay chậu nhé, bởi vì thời gian đầu nó sẽ bị kém hơn, còn thời gian về sau về lâu về dài thì cũng chẳng ai hơn ai đâu nhé, cũng tùy thôi, tùy cây tùy thế thôi. Như cây đây thì để xem nào, cây đây thì chìm sâu dưới thì không thấy rễ này, nhưng mà sẽ có một số cây thấy rất là rõ nha nhé, một số cây thấy rất là rõ. Cho nên là anh em chăm mai thì thấy cái chu kỳ nào thì mình đi phân cho nó hiệu quả. Cứ cái lá đứng này thì anh em bón phân nhiều hơn một chút, còn cái lá mà non tơ ở đang đi thì anh em bón ít lại một xíu nha anh em. Lá mà đang phát triển thì anh em bón ít lại xíu. Mấy cây này thì nó không thể hiện rõ rễ thì nó vẫn đang ăn nhổm lên thôi, nó có nhổm lên nhưng không rõ bằng mấy cây kia nha. Như cây này là rõ nhất này nha, cây này thì lá nó sưng đậm lần này nha, lá nó sưng này, nó sưng rồi thì cây này rễ nó lên rất là mạnh này. Đây anh em để ý kỹ này, thấy cái dàn rễ chưa? Đó, cho nên là thời gian này thì chu kỳ này là bón phân là phù hợp này. Đối với những cây này thì mình sẽ bón nhiều hơn so với những cái cây mà non này, mấy cây non này em bón ít hơn. Những cây lá già như thế này và nó sẽ có một cái chu kỳ gọi là lưỡng nha anh em, lưỡng là thế này này. Ví dụ như này là ở trên này lá vẫn xanh này ha, nhưng mà nó sẽ vẫn đi tượng này, thì cái chu kỳ này là nó sẽ đi gọi là nó ngắt quãng thì nó sẽ đi với cái tốc độ của nó là vừa rễ trên vừa lọc đi thì nó gọi là trung bình. Còn thường thường cây mai là nó có một đoạn thời gian, khi nó phát triển một thời gian đến một thời gian nhất định thì nó sẽ sững lại, nó đứng lại, nó chuyển sang màu xanh thế này và nó sẽ đứng lại khoảng tầm 15-20 ngày gì đó, rồi tiếp tục nó lại vươn ra một đợt được tiếp theo rồi nó sẽ lại đứng lại. Vì vậy cho nên mình sẽ canh chu kỳ đó để mà bón phân cho phù hợp. Còn như cây đây thì lá xanh có và lá đỏ cũng có, vì nghĩa là cây vẫn đang phát triển bình thường, anh em vẫn bón phân như bình thường. Còn trừ những cái cây mà đang lá non như thế này thì nên bón ít lại nha anh em. Lá non như thế này thì nên bón ít phân lại, bởi vì bộ rễ cây này nó phát triển chưa được mạnh, chủ yếu là bây giờ đang toàn bộ nhựa là nuôi trên cây, trên thân cây. Thì cái chu kỳ của cây mai là nó có cái điểm hay này, cứ khi ở trên cái bộ lá mai là nó sẽ hấp thụ nắng và gió và sương hoặc là các kiểu gì đấy, để nó sẽ đẩy nhựa xuống. Cái nói chung là cái này mình sẽ không giải thích kỹ được, bởi vì mình không phải là bên khoa học, mình sẽ không giải thích kỹ cho anh em được. Nghĩa là cứ cái dàn lá mà xanh to nhiều thì bộ rễ mai nó sẽ đẩy xuống, nuôi bộ rễ mai rất là tốt nha anh em. Còn nếu như mà bộ dàn lá mà thưa xấu thì đương nhiên nó sẽ nuôi bộ rễ mai nó kém đi. Mấy cây này là cứ dở lên dở xuống bán cho khách, cho nên là cứ dở lên, anh em hạn chế sử dụng mà cái chiến lược mà xem dễ giống như mình nhá, bởi vì khi hở ra thế này rất dễ khả năng sẽ bị cháy rễ hoặc bị hư rễ, nên là tốt nhất là hạn chế sử dụng. Bởi vì mình biết chắc là những cái cây mà cái lá xanh này thì khẳng định là cái cây mình sức vẫn là đang còn, không có phải suy nha nhá, cho nên là không cần phải kiểm tra gì cả, chỉ yếu là mình sẽ nhìn cái mai xem nó phù hợp để mà đi phân thuốc cho nó phù hợp nha. Đi phân thuốc cho nó phù hợp thì nói chung là thì mùa mình thì chỉ khuyên anh em là lên sử dụng hữu cơ nhiều hơn là bên vô cơ. Hữu cơ thì có rất nhiều dòng, ví dụ như là đạm cá này, đạm cá thì nó cũng là hữu cơ, hoặc là anh em có thể ngâm đạm cá này, pha tưới này. Chu tre cây này dễ nó tương gì mà đặc cật luôn anh em, tương đặc cật ra ngoài luôn. Đạm cá ví dụ như là hữu cơ này, hoặc là anh em có thể sử dụng các dòng là phân bò hoai mục này, phân dê hoai mục này, phân trâu hoai mục này, tức hầu như là hạn chế sử dụng phân gà, bởi phân gà là cái hàm lượng cái phân gà thì hàm lượng quả kali nó hơi cao, thì mùa này nó không phù hợp với cây mai nha anh em. Cho nên là phân hữu cơ thì anh em có thể bón mọi thời điểm, nhưng mà nói chung tóm lại thì cũng đợi canh lúc các cái cây mà nó khựng lái này thì anh em bón này, chứ còn lúc đang đi thì anh em lên pha loãng hoặc là hạn chế đừng bón vào lúc thời điểm cây đang đi. Giống như cây đây này, cái này nó đang phát triển rất là sung này, chết cha lại bị sâu ăn nữa này. Ê cha, mới có phun 3 ngày đó anh em, ngày thứ tư, hôm nay ngày thứ tư này mà nó rình kiểu gì nó ăn được mình nha. Thì đối với những cây này thì cũng có thể bón hữu cơ được, nhưng mà mình sẽ cho nó ăn ít đi xíu anh em, cho nó ăn ít đi xíu, đợi cái lá nó khựng lại cơ. Lá nó khựng giống như là cây giáng long này nha, ví dụ cây giáng long là nó khựng lá này, có khi cái lá mà nó chuyển sang màu xanh này. Đây, đầu tiên thì nó sẽ màu xanh lật lật, xong sang màu xanh đậm này. Thì anh em ta sẽ tiến hành là cho ăn phân nó mạnh hơn. Thì đối với một cây như thế này, đây là mình sẽ chia sẻ cái công thức anh em bón luôn. Thì nếu như anh em sử dụng hữu cơ nha, hữu cơ thì đối với một chậu như này là chậu 20, 40,
chỗ này chợ 45 lọt lòng anh em. 45 là 45 lọt lòng, lọt lòng thì anh em ví dụ bón hữu cơ hoài một quá, ví dụ các loại phân củ hoài thì anh em bón cứ một tấm vừa vừa này thôi, rồi giải đều quanh gốc nha anh em, giải đều tất cả quanh gốc này. Mình ví dụ thôi chứ cái phân này mình bón rồi nha anh em, bón rồi thì dòng hữu cơ thì thường thường khoảng tầm một tháng anh em bổ sung một lần, cứ cây này anh em cho nắm nhỏ nhỏ thôi đấy, xong rải đều quanh chậu, xong tháng sau lại rải. Và có thể áp dụng phương pháp là ngâm tưới. Ngâm tưới thì mình chuyên áp dụng được phương pháp đấy, ngâm tưới hoặc là ngâm phun đó. Đối với những cây mà ngâm phun để mình sẽ giải thích luôn anh em dễ hiểu nhé. Ví dụ như đối với những cây mà đang phát triển bộ lá như thế này thì anh em phun vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì, bởi vì cái phân hữu cơ ngâm, mà đặc biệt mà ngâm để phun thì có sử dụng hai dòng là hiệu quả rất là cao, đó là thứ nhất là dòng phân bò và thứ hai là phân dê, thì hai dòng này nó mát cây và phun nó không bị nóng, nó không bị táp lá, cho nên là anh em có thể phun kể cả thời tiết mà cây lá mà đang ra ve xiu xiu này anh em vẫn có thể phun được nha. Như vậy ngâm phun thì mình đã chia sẻ rất nhiều các video lần trước rồi, thì mình chỉ xin nhắc lại thôi, cứ thường thường anh em mình nhắc lại nha, chứ không sợ nhiều anh em mới xem mà không để ý. Mình xin nhắc lại là cứ một cái phi này, một cái phi đây là 140 lít, tại mình phóng màn hình nhá. Đây anh em, cái phi này là 140 lít này, thì anh em cho một xô sơn. Ơi dạ, anh em thông cảm xíu nhá, cho một xô sơn phân bò, xong rồi ngâm khoảng tầm 4-5 ngày đổ lên cho nó phân nó rã ra, rồi bắt đầu anh em pha khoảng tầm là 5 lít nước hoặc 4-5 lít nước gì đó là anh em phun lên lá được nha anh em. Phun lá thì anh em lên phun vào chiều mát nhé, phun kẹp theo thuốc sâu hoặc các loại thuốc bệnh được, đều có thể kẹp theo. Lá tầm này là phun được tốt nha anh em, không sợ nhiều đâu, kể cả lá mới ra hay không ai sợ nhiều, phun được hết. Bởi vì cái phân bò nó thẳng ra là phân bò và phân dê nó cũng mát, dòng này nó mát nên nó không có giống như các dòng mà phân khác nha. Nhưng mà đặc biệt thì anh em phải hiểu là khi anh em đi hữu cơ thì tốc độ mà ra mầm và phát tược sẽ bị chậm hơn là bên vô cơ. Bên vô cơ ví dụ như đối với cái cây mình đang quay đây thì anh em chỉ cần đi một lần 30-10 thôi. Mình sẽ chia sẻ anh em cách đi luôn. 30-10 cái chậu này là khoảng tầm là 20-40, cỡ 60 lọt lòng anh em. Thì nếu anh em đi 30-10 thì anh em phải lên để ý cho mình thế này, hạn chế cái vấn đề rải trên gốc, bởi mùa này là mùa nắng. Mùa nắng thì khi mình rải lên gốc á thì khi mình tưới nó sẽ không tan đều. Cho nên là 30-10, nếu anh em sử dụng phân 30-10 thì nếu như mà cái tượng đang non thế này thì anh em sử dụng cho mình là khoảng tầm 100g thì mình sẽ pha tương đương là khoảng tầm là 70 lít nước nha anh em. 30-10 thì 100g phải anh em pha 70 lít nước. Còn đối với cây mà lá mà đã chuyển sang màu, ví dụ màu đậm thế này, thì anh em có thể là đi là 100g cho khoảng tầm là 500 lít nước. Đó thì anh em tưới một lần, ví dụ như cây này thì tưới một lần 30-10 thì nó sẽ tín cây thôi anh em. Nhưng mà mình thì không cần nôn, bởi vì bây giờ mới cuối tháng 2 anh em, cho nên là cũng không cần nôn. Mới cả hai là mình cũng ít thích đi vô cơ lắm, lâu lâu bần cùng lắm mới đi, chứ còn thường thường là sang tháng 6 hoặc tháng 7. Nói chung là mình ở khu mình là mình làm nụ sớm hơn mấy nhà vườn khác. Mình làm nụ là tháng 5 hoặc tháng 6 mình làm, thì lúc đấy mình sẽ bón tăng cường hàm lượng lân cao. Nói tóm lại là phân vô cơ thì một năm mình đi thật sự anh em là chỉ đi khoảng tầm 2-3 lần thôi, còn mình rất ít đi khi đi vô cơ. Mình là chủ yếu là đi phân hữu cơ là nhiều. Hữu cơ thì có một số dòng, ví dụ như anh em có thể ngâm tưới thêm một loại này, và cũng có thể là mua các loại dòng như đạm cá kết hợp với B1. Đặc biệt cái phân này thế thôi, anh em kết hợp với B1 thì cái độ bóng của cái lá và độ kháng bệnh sẽ tốt hơn, thì nó sẽ ít bệnh hơn so với các cây mà anh em sử dụng vô cơ. Nếu như anh em sử dụng vô cơ thì mình cũng xin chia sẻ thật anh em là nhiều khi mình rải mà nó hơi lỗ đà một xíu anh em. Mình rải nó chỉ cần hơi lỗ một xíu thôi thì nó sẽ gây ra một cái số hiện tượng là ví dụ như là cháy rễ này. Mà cháy rễ, khi mà bị cháy rễ thì cái bộ lá mai của anh em nó sẽ bị cháy theo. Vì vậy cho nên là mình nên khi bón vô cơ thì anh em nên bón nhạt hơn liều lượng nhà sản xuất, hoặc là nhạt hơn những anh em khác họ chia sẻ. Ví dụ như là thường thường 1 ký 30-10 thì sẽ pha tương đương là khoảng tầm là 700 lít cho đến 800 lít. Là tầm đó là phù hợp. Chứ còn nếu như mà cái cây lá già thì người ta pha khoảng tầm là 500 lít nha anh em. Cây lá hơi già, lá non á, lá non đang ra non này thì mình sẽ pha nhạt hơn. Và đặc biệt đó thì trong video là mình cũng xin nhấn mạnh luôn này, có một số anh em hỏi thắc mắc là tại sao mình có thể là phun mai hoặc là bón phân cho mai trong vòng cho 5 cây mà tại sao lại có 2 cây bị hoãn phân. Thì mình xin chia sẻ anh em thế này,
Bởi vì đối với ví dụ mình sẽ ví dụ nha anh em, một cây như thế này đi, cây như thế này, cây này là nó đang rất là sung, à, sức nó đang sung, lá đang dày, thì anh em bón với liều lượng đó nó sẽ không bị phạm phân và phạm thuốc. Nhưng đối với một cây ví dụ một cái cây này là nó yếu hơn, cây này thì nó suy hơn và nó yếu hơn, thì cũng với cái liều lượng phân như vậy, nhưng cây này sẽ bị phạm phân, bởi vì khi mùa yếu hơn thì anh sẽ không thể nào mà anh hấp thụ được hết cái nguồn năng lượng như vậy. Và rồi nói tóm lại là giống như bây giờ một ông mà hai ông uống rượu, ông này bị đau mà ông kia không bị đau, thì đương nhiên ông không bị đau ông uống được cả lít, còn ông bị đau ông chỉ uống một xị là ông tiêu liền đó. Thì nó giống như cái mai vậy thôi. Vì vậy cho nên là rất nhiều anh em hay thắc mắc cái chương trình là tại sao bón 5 cây mà lại bị phạm 2 cây còn 3 cây lại không bị gì. Đó là lý do là như vậy. Cây nào khỏe hơn thì sức chịu đựng và sức bền của nó sẽ mạnh hơn. Nó mạnh hơn thì đương nhiên thì nó sẽ không bị cái hiện tượng là hư hoặc phạm phân và phạm thuốc này nha. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh. Nói chung thì mình vẫn xin cố gắng nhấn mạnh anh em là chăm sóc mai thì hạn chế vấn đề mà bón bị phạm phân. Anh em có thể bón liên tục một tuần một lần, một tuần một lần, nhưng với điều kiện chỉ nếu như anh em sử dụng một tuần một lần thì lên pha theo liều lượng là một nửa nhà sản xuất thôi. Và đối với phân bón vào mùa nắng nha anh em, thì anh em chỉ lên là pha nước ngâm tưới, hạn chế vấn đề rải trực tiếp lên gốc, bởi vì rải trực tiếp lên gốc thì nếu như vô hữu cơ thì anh em rải là ví dụ như là mình rải là phân dê này, đây ví dụ phân dê thì sẽ là không sao, bởi vì nắng thì nó cũng không có tan nó được anh em, hoặc phân bò thì anh em rải nó sẽ không tan nó được, tưới nước thì nó tan được sơ sơ. Nhưng nếu anh em rải mà NPK hoặc là các dòng phân mà hột quả phân hữu cơ, à quên phân vô cơ, mình xin lỗi anh em, phân vô cơ, thì khi anh em rải cái này thì anh em tưới nước ấy nó sẽ không bao giờ tan hết, hoặc là nó tan hết nó chỉ tan tới ngay cái điểm này. Ví dụ cái hột phân NPK là nó to như mình ví dụ thôi nha, nó to như thế này đi đúng không, thì khi mà nó rơi trúng cái rễ này đúng không, cái rễ này là ví dụ chỗ này nào nó tròn rễ tơ đang ra, thì khi anh em tưới nước thì cái chỗ này nó tan ra có được một tròn này thôi, thì đương nhiên thì cái độ đậm của nó rất là đậm, cho nên là nó sẽ cháy mất cái tròn rễ chỗ này. Vì vậy cho nên là mùa này anh em nên là pha ra nước cũng liều lượng như vậy, anh em rải thì có thể phạm phân nhưng pha nước sẽ không bị phạm. Anh em pha nước anh em tưới đều hết quanh gốc, tưới đều hết sạch quanh gốc, thì như vậy thì nó sẽ tránh cái trường hợp phạm phân và phạm phân nhiều hơn. Còn nếu mà rải thì nó dùng ít lắm, rải vô mưa thôi nha, vô mưa là một, mấy hai là khi vô mùa mưa thì đại đa số cây nào á nó cũng lá nó cũng phải dài như thế này rồi nha. Cây nào thì lá nó cũng dài như thế này rồi, nó già này thì nó chống chọi với cái vấn đề phạm phân nó tốt hơn là đằng những cây tơ. Chính vì vậy cho nên là lên áp dụng phương pháp là pha tưới gốc thì hay hơn. Rồi xin mến chào toàn thể quý vị.